Vâng, trong quá trình em đóng hàng thì xin mời mọi người thưởng thức cái chất âm của cái con Omni. Vâng, con này là con Omni Victor GAS41. Đấy, là một trong những dòng Omni mà kéo nọc cổ rất hay của Victor như quý vị nhá. Thương hiệu chó người kèn rất nổi tiếng. Vâng, GAS41. Vâng. Đấy, quý vị nghe thấy không? Tiếng nó ra rất là trung thực và rõ nét nhá. Vâng. Đấy, xin mời mọi người nghe đi, em xin phép vào đóng hàng một tẹo. Vâng. Đấy. Em xin phép tí nhé. Vâng, xin mời tiếp tiếp mà tục nghe nhá. Vâng. Đấy, ok chưa? Đấy. Thôi thôi, em cứ quay nốt cho quý vị đây nhé, xong rồi em ra đóng nốt. Đấy, ok. Thì vì theo nó đang sang để lấy hàng đây rồi, còn mấy phút nữa thôi. Em tranh thủ nốt nhé. Ở đây. Đây là con GAS41. Đấy. Dòng Omni của Victor, dòng chó người dòng Victor mà thương hiệu chó người kèn rất nổi tiếng đây này. Đấy nhá. Đấy. Cái con này là một trong những cái dòng mà được khá là nhiều các anh hỏi. Đấy. Với các cái chức năng chỉnh bass tép này, vâng. Rồi nó có các cái mode stereo, reverse, mono. Đấy. Có thể là đánh được một cầu loa system 1, system 2 hoặc là đánh cả hai cầu 1 cộng 2 nhé. Đấy. Đấy. Chất âm thì quý vị nghe thấy rồi. Nó chuyên dùng cho những cái dòng loa cổ như này. Nghe rất là hay. Thế không ạ? Các dòng nó cổ rất là hay, tiếng nó ra rất là ngọt. Đấy. Ngọt và nó mộc mạc, nghe nó rất là phê. Đấy. Quý vị vừa nhìn thấy là em chỉ dùng cái điện thoại thôi đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhích lên tầm khoảng số 3 đây thôi là tiếng rất to rồi. Đấy. Thì quý vị biết là cái loa Omni này nó khỏe như nào nhỉ. Vâng, đấy. Đây. Đây là cái ngoại hình của con Omni này. Đấy. Hàng đẹp chưa? Rất đẹp nhá. Đây. Rất đẹp. Từ nắp nếp của nó cũng rất đẹp nhá. Đây, nắp đây. Đây. Đây, nâu bụi đi này. Hàng về chỉ có tí bụi thôi. Đấy.
đẹp long lanh luôn. Con này công suất tận 160W nhá. Vâng, điện áp 100V của Nhật này. Hàng made in Japan luôn. Đấy, các đầu vào đây. Đấy. Con S41 này thì bây giờ để mà săn tìm được nó cũng khá là khó. Vâng. Em cũng phải đặt khá lâu mới lại về được con nữa. Đấy thì chắc là quý vị có xem thì biết rồi. Con này bây giờ là con S là mới là con thứ hai nó về trong cái đợt vừa rồi đâu, trong suốt một năm vừa rồi. Thì chỉ về được một con mà mãi về sau này đầu năm mãi sau này mới đặt được thêm con nữa là con thứ hai. Đấy. Là con S41 này là con thứ hai. Đấy, rất ít nhá. Đấy. Ok. Bây giờ em sẽ tháo luôn cho quý vị xem cái tất bên trong nhé. Cho em chút điện ở đây. Rồi. An toàn là trên hết. Đấy. Đấy, chúng ta nhìn thực tế luôn. Không có cái gì phải giấu giếm mọi người cả. Ok. Mình nhìn bên trong nhá. Đây, con này nó chạy 1 2 3 4 con sò sắt đấy. Chính vì nó là dòng chạy sò sắt nên là gì? Tiếng rất là khỏe. Đấy. Và sáng. Đặc biệt là bọn này chạy càng nóng máy về sau tiếng lại càng hay. Đấy, nhá, đặc điểm của bọn sò sắt là như vậy. Này quý vị thấy chưa? Đấy, dòng sò sắt chạy rất là ok. Đấy, đẹp. Đấy nhá. Long lanh luôn. Nội thất ấy, từ những con tụ của nó này, tụ tụ nhìn kỹ nhìn không, những cái con này tụ của nó rất dài chưa, rất là cao này, tụ rất là cao đấy, những cái dòng này dòng tụ rất là cao đấy, dòng khô thì cũng rất là mới đẹp. Vâng đấy. Đẹp nha, rất là tuyệt vời luôn đấy. Đây là con Victor GIS 741. Vâng, đây con này về thì do vận chuyển thì nó hơi bị cong một tí ở đây. Đấy. Với cả cái volume của nó hơi có một tí vết chai nhẹ nhẹ ở đây nha. Đấy. Thì đấy là hai cái mà em sẽ lưu ý cho quý vị. Ok chưa? À, vâng. À, thì con này giá em sẽ để trên điều tin nhé, quý vị ai có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em. Số điện thoại bên em là 0966 594 581. Vâng. Địa chỉ cửa hàng ở tại số 57 Nguyễn Hoàng Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng. Đấy. Con này thì chắc là thôi, thôi để em xem em đọc giá cho quý vị nhá. Vâng. Trời, con này. Con này thì nếu như hàng nó đẹp tức là nó chỉ hơn con này một tí xíu ở cái phần này nhé. Hay vào một tí xíu ở cái volume này thôi. Thì giá của nó chỉ khoảng tầm 3 triệu 4. Đấy, 3 triệu 4, 3 triệu 2 nhưng mà thôi con này thì nói như thế thì em sẽ hơi kém một tí ở cái phần đấy, thì em sẽ để cho quý vị vâng nhá. Vâng, em sẽ để cho quý vị là đi lại trong quá trình đây trên đây thì nó cũng hơi hơi có một tí các cái vết va chạm nhẹ nữa, nói chung là hàng bãi nó không tránh được nhá. Đấy, hàng bãi nó không tránh được thì con này em bán lỗ nhá. Đấy. Thì con này em bán cho các anh theo giá thợ lấy 4-5 chiếc âm ly một lúc đấy. Thì để cho các anh là đi 2 triệu 800. Vâng. Đấy. Những con này tiếng rất là hay mà lại giá thành lại vừa phải mà công suất cũng lớn. Đấy. 160W, đấy, chạy 4 xò sắt, này có 2 triệu 8 rồi. Con này, nếu quý vị nào ai đang có những dòng loa cổ và bát 30 là nó kéo được khá là nhiều đấy nhá. Và rất là hay, đấy, tiếng rất là tuyệt vời. Đấy ok. Thì bác nào mua con này liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 nhé. Và địa chỉ cửa hàng là tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy. Nó thấy em quay rồi, vỏ với em quay rồi. Mặt mũi em đã có những cái gì thì cần lưu ý em cũng đã chỉ hết cho quý vị rồi nhá. Đấy thì quý vị ai ưng con này thì liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và con này thôi.
3 triệu tư, 3 triệu rưỡi đấy, nhưng mà thôi bán 2 triệu 8 nhé. Và em xin chào mọi người và xin gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của bên em. Vâng.